chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái Minh Giáo Trì trong giai đoạn cấp 82, 8X đó, và được chỉnh sửa kỹ năng. Thì Minh Giáo Trì được chỉnh sửa kỹ năng đó chính là ở chiêu 50. Khi mà chúng ta tăng cái chiêu này, chúng ta sẽ được thu nhỏ sát thương, giúp cho môn phái Minh Giáo Trì ở trong giai đoạn 5X bắt đầu trâu hơn, tồn tại tốt hơn trong giao tranh, đúng không? Tăng full là nó 15% thu nhỏ sát thương. Nhưng mà cái chiêu 80 của nó thay vì tăng 3% thu nhỏ sát thương mỗi cấp, bây giờ chỉ còn khoảng 1.5%. Chúng quay lại ở giai đoạn 80 hoặc là 89 cấp thì cái số thu nhỏ sát thương của môn phái Minh Giáo Trì nó cũng tương ứng với cái giai đoạn trước, cái lần trước khi mà nó chỉnh sửa. Nó chỉnh sửa chủ yếu là tầm khoảng 50 thì Minh Giáo Trì nó sẽ được trâu hơn, so với thay vì chúng ta là phải đợi 89 cấp mới trâu, đúng không anh em? Nên là ở trong giai đoạn 50, anh em nào yêu thích Minh Giáo Trì thì cứ chơi thôi. Hiện tại đây là cái ạc của anh Mì Gấu Đỏ ở bên server S34. Hổm ổng chuyển qua Thiên Nhẫn Kích theo tiếng gọi của trái tim của em nào đó. Ổng có hứng lên chơi Thiên Nhẫn Kích thì tranh thủ là mình sẽ được lên đảo, mình cầm mấy cái ạc của anh ấy chuyển qua mấy phái ngoại như là con Thiên Nhẫn Kích nè, Minh Giáo Trì nè, Thiếu Lâm Đao, cái kiểu làm cho anh em, chứ không thôi là kiếm cũng hơi mệt. Tại vì đâu phải ai cũng trải nghiệm những cái môn phái đó đâu anh em. Thằng Thiên Nhẫn Kích thì cái chiêu phi hồng vô tích của nó tung chiêu cái kiểu cái chiêu đó thì bây giờ đâm to lắm, nhưng mà có điều nó vẫn còn hụt nhiều. Thì cái con Minh Giáo Trì thì hiện tại cô đang chơi theo cái cách chơi là tăng full vào cái chiêu số 2, tại vì cái mật tịch chung của nó hỗ trợ chiêu số 2 nữa, đúng không? Tăng đam chiêu số 2 cái kiểu nữa, đó, rút ngắn thời gian chờ cái kiểu nữa. Và cái chiêu số 4 của con Minh Giáo Trì này nó được tăng sát thương, nên là dư điểm cô sẽ tăng vô chiêu số 4, cô tăng full chiêu số 2 để coi coi cái uy lực của cái chiêu này nó có ok hay không. Và cái chiêu số 4 được tăng sát thương cơ bản thì mình coi coi nó có ổn hay không. Cô không tăng đến thường nha, để coi nó có ổn hay không. Thì chúng ta thấy là chúng ta dựa vào cái chiêu số 2 rất là nhiều, nhưng mà cái chiêu số 2 nãy giờ anh em có thể nhìn thấy là mình rất là khó để cho chúng ta sóc đàm đối phương, trừ khi cái người đó bị trên quá nhiều tài phú so với chúng ta, là chúng ta hơn người ta quá nhiều tài phú, hơn võ hàm cái kiểu. Còn nếu như mà ngang võ hàm hoặc là ngang tài phú thì chúng ta khó có thể sóc đàm đối phương bằng cái chiêu số 2. Chưa kể là có một vài môn phái có cái chiêu nó giúp cho những cái môn phái đó dưới 30% máu được cộng này cộng kia, nhất là con cung lồn đao, đúng không? Dưới 30% máu nó có được cái lượng nghi chân khí thu nhỏ sát thương, nên là giảm đam, khó bị sốc đam. Thiên Dương thì được bất tử các kiểu đó, nên là bây giờ là cô nghĩ là khi mà tăng full cái chiêu số 2 thì sẽ khó khăn. Chúng ta phải đợi nhịp để cho chúng ta có thể kết thúc đối phương. Cái chiêu này đam to nha, cái con Minh Giáo Trì này là cái môn phái nó tăng chi mạng rất là nhiều. Bây giờ là chúng ta có thể tăng full luôn, bị động cho nó luôn, tại vì cái chiêu 5X của nó là nó tăng cho thu nhỏ sát thương, là chắc chắn chúng ta phải tăng rồi. Khi mà chúng ta dưới 30% máu được hồi máu nữa, ok, cho anh em cạn lướt, ok đấy. Nhưng mà cái việc mà chúng ta tăng nhiều như vậy thì cái điểm của chúng ta sẽ thiếu. Cô đang tăng thử coi cái chiêu số 2 chủ động coi nó quăng ok hay không. Nếu như mà anh em nào build không tốt cho con Minh Giáo Trì á, tuy là có tăng chí mạng nha, build không tốt chúng ta vẫn quăng cái trì. Thứ nhất là hụt, thứ hai là nó không lên đam, không lên chí mạng cũng mệt nữa, đúng không? Bởi vậy là cũng cần phết đấy. Mấy ông như là anh em Mì Gấu Đỏ đồ này nọ trong dịch vụ cắm chén mình á, thường mình sẽ cầm ạc của anh ấy, coi ạc của anh ấy coi build có ổn hay không, bằng cách là đi tống kim, làm video cái kéo có đa điểu. Bởi vậy là anh em nào mà bận rộn á, anh em không có thời gian chen thì anh em có thể tham gia dịch vụ cắm chén của cô. Có 3 gói, một gói là chen xuyên đêm từ 0 giờ đến 8 giờ sáng, một gói nữa đó chính là chen 24/24, và một gói đó chính là vừa chen vừa làm full hoạt động cho anh em. Và ngoài ra cô còn một vài dịch vụ khác nữa, anh em nào có ý muốn tìm hiểu thì anh em có thể nhắn tin vô Zalo cho cô nha. Zalo xanh của cô 0946496490. Bây giờ là chúng ta bắt buộc là phải lên sầu phượng này. 80 anh em không lên được sầu phượng là anh em sẽ thọt cái võ hàm và sẽ rất là khó. Thứ nhất là mình kết thúc đối phương, thứ hai là tồn tại trong giao tranh. Anh em nào mà có điều kiện thực sự là anh em lên tiềm long là quá tuyệt vời luôn. Tại vì để lên tiềm long anh em phải có được sầu phượng 4 sao. Mà để lên sầu phượng 4 sao là hơi bị căng thẳng luôn á anh em, đúng không?
Ít nhất là trong bang của anh em bây giờ là chơi theo dạng mà toàn đấu sầu phượng với tiềm long không à. Tại vì sầu phượng anh em tấp thành hai thằng hổng thiên, nên là thà anh em lên sầu phượng giá map cũng là 2k, ấy 4k, tấp ra cũng là 2k, đỡ hơn mua hổng thiên đó. Nên là anh em toàn mua sầu phượng giá rất là cao. Bởi vậy là lên được tiềm long một cái là khủng khiếp luôn. Ít nhất là chúng ta 80 thì chúng ta cũng phải lên được sầu phượng để chúng ta đỡ bị thọt. Mấy ông kia, mấy ổng là ổng lên được tiềm long rất là gắt rồi, mấy ổng có điều kiện mà. Nên là mấy ổng mạnh quá trời mạnh luôn. Mình mới hổng thiên thôi, mình đánh vô mấy cái ông sầu phượng thôi là thấy là mệt mỏi rồi. Giờ đánh vô mấy ông tiềm long thôi, cực kỳ mệt mỏi. Bởi vậy là anh em nếu được anh em cứ lên thua server một bậc, người ta lên tiềm long mình lên sầu phượng đi. Tại vì cái số lượng người chơi để lên full cái võ hàm nó không có nhiều, nên chúng ta lên vậy để cho ạc của chúng ta nó ok hơn, không nó tạm ổn hơn, chứ chúng ta không có theo dạng mà mình quá thọt so với server. Ạc này là anh bị gấu đỏ, anh điêu tốt lắm anh em, chí mạng sát thương chí mạng cao lắm, chí mạng cao, sát thương chí mạng hiện nay đang build lên. Và chúng ta chuyển qua thử con mình giáo trì thì anh em có thể nhìn thấy là mình quăng chiêu thì đa phần là quăng không đúng ý của mình, quăng hụt không à. Phải nồi thì cái này là ông nào chơi theo dạng mà định hướng á thì ok. Nó giống như con thiếu lâm đào vậy, chơi định hướng thì ok. Nhiều môn phái chơi dạng định hướng sẽ rất là ok. Ví dụ như là con mình giáo trì nè. Đó, quăng cây trì đúng không? Phải có định hướng tốt, quăng nó ok. Rồi con thiếu lâm đào nè, hai con đó là anh em dễ thấy. Nó quạt theo đường thẳng rất là ok. Nên là chơi theo cái dạng mà định hướng thì nó ok nha. Còn chơi như trên máy tính của cô thì quăng anh em thấy bực bội phải nồi luôn. Quăng đa phần là vô quái hoặc là canh ngay cái ông nào mà ông áp sát mình á. Thôi mà ổng mà cái auto nó focus, nó tự focus nha. Nó mà focus vô cái là cho dù mình đứng ở đầu sông, nó đứng cuối sông, nó vẫn quăng cái thằng cuối sông. Tại vì nó ưu tiên cái thằng đó trước rồi. Chúng ta không đổi mục tiêu. Mà mỗi lần đổi mục tiêu thì lại khó, đúng không? Đổi đâu đúng ý như mình đâu. Đổi hên xui nữa. Có khi nó đổi ngay cái ông kế bên mình, có khi nó đổi ngay cái ông mút chỉ cà thà bên kia luôn. Đó, nên là cây cú lắm anh em. Chơi mấy cái môn phái này là anh em phải có được cái định hướng tốt. Càng những cái đối phương nào mà nó đứng ngay cuối cái cây chùy khi nó quăng ra thì những đối phương nó thường là đam to nhất. Mà bây giờ là chúng ta định hướng không nên thân nữa. Trời ơi, ta nói là khổ kinh khủng. Đó là cô thấy là với cái việc thứ nhất là khó định hướng nè. Thứ hai là bây giờ quăng thì có khi trúng có khi hụt. Cái thứ ba đó là bây giờ là các môn phái nó đều có được cái hỗ trợ để cho môn phái đó nó trâu hơn, nó đỡ bị độc tử. Thì cái việc mà chúng ta tăng full cái chiêu số 2 của cảm nhận bây giờ không còn tác dụng nhiều nữa anh em. Chúng ta có thể là chúng ta thay vào đó chúng ta tăng cái chiêu số 4 như là chiêu đánh thường, cô thấy nó sẽ ok hơn. Đó, cái đó là theo cô nghĩ là vậy nha. Còn lên 80 thì anh em có thêm cái 4 cái món chục lọc nữa, cộng tất cả các chiêu cộng 1 đúng không? Anh em có thể rút điểm một vài điểm ở một số cái, ví dụ anh em đã tăng full đánh thường rồi, thay vì 20/20 bây giờ nó 21/20. Anh em tạo lại, anh em tăng 20/20 là anh em đã có được dư một điểm rồi đúng không? Sau đó là chúng ta lấy một điểm đó chúng ta tăng vô những cái chiêu cần thiết của mình. Ok, đúng không? Tại vì cái con mình giáo trì này hầu như là bị động tăng full hết trơn này. Nên là chúng ta đấu dư điểm nhiều đâu. Bởi vậy là chúng ta phải ăn gian nó chút xíu. Chúng ta tăng và những cái chiêu khác. Ví dụ là tăng chiêu số 4 full nè, chiêu đánh thường full nè, chiêu số 2 full nè. Ví dụ vậy. Nếu như anh em lên được 4 món chục lọc, anh em nào mà có tiền nữa lên cái vũ khí cộng 16 nữa, chua lắm anh em, lên vũ khí cộng 16 chua lắm. Nó cộng thêm mà kỹ năng nữa là cộng tất cả là 2 kỹ năng, đúng không? Anh em có điểm nhiều hơn nữa rồi chơi nó mới sướng, đúng không? Nhưng mà cái đó chua, thật sự chua. Là đối với cái lần trải nghiệm này khi mà cua tăng full cái chiêu số 2 á thì cua cảm giác là khó ăn, rất là khó ăn luôn á mọi người. Trừ khi nào mà mình chơi đẹp thật đẹp cái khúc đó mà cái ngưỡng maximum của cái tầm với của cái chì á mà trúng ngay một cái ông đang yếu máu á thì khả năng kết thúc được ổng, còn không nó khó. Bây giờ con chỗ đang nó có một tịch chung, nó có được bức tử nè, cùng lồng đao nó có được cái lưỡng nghi chân khí thu nhỏ sát thương, mình quăng cây chì rất là khó để cho chúng ta có thể kết thúc đối phương, phải nói là vậy luôn, rất là khó luôn, là căng lắm anh em. Mà anh em chơi những cái môn phái như mình giáo chì này anh em cần phải build tốt cho nó. Những anh em nào mà build không được, build không tốt thì anh em có thể tham khảo cái dịch vụ build ạc của cô. Cái dịch vụ này thì đòi hỏi anh em phải tích tầm khoảng 8k vàng với lại 4k kim long. Sau đó là anh em nhắn tin vô Zalo cho cô. Zalo sân của cô 0946 496 490. Mình sẽ
lấy phí trước và sau đó vào ạc của anh em build ạc cho anh em. Mình không build lấy tài phú, ạc của anh em build thọt chỗ nào mình sẽ bổ sung cái chỗ đó và chia sẻ cho anh em cái hướng build trong tương lai để cho anh em không bị thọt. Tại nhiều anh em thích build xe theo cái cảm tính của anh em, ví dụ anh em đang bắt đầu quay bet đúng không, đang hướng đến con cơ quan cực lạc này mà quay ra được một cái con hồ khôn, anh em là môn phái đa mà anh em quay hồ khôn hồ càng cái kiểu rồi không, anh em không có tiền nuôi nó nữa, xong rồi đâm ra anh em đẩy vô nó, tại vì thấy nó cam ngon mà đẩy vô bị thọt quá trời thọt luôn. Nên là nhiều khách của cô là thường là vậy, nên là cô phải dùng vàng cô quay lại kiếm những cái con bet mà tuy màu xanh một dòng thôi nhưng mà nó tăng đúng cho cái nhân vật của mình ok hơn đúng không, quá ngon đúng không anh em. Bởi vậy là anh em nào muốn biêu hạt cứ liên hệ cô nha. Ngoài ra cô còn một vài cái dịch vụ khác nữa, anh em nào muốn tìm hiểu cứ nhắn tin vô Zalo cho cô. Zalo sân của cô 0946496490. Bây giờ là chúng ta cứ quăng chì là hụt hoài luôn, thấy không? Quăng hụt hoài luôn, tại mình định hướng kém quá. Nên là cái chiêu này sẽ rất là khó thật sự luôn anh em. Anh em nào chơi định hướng tốt á, anh em chơi quăng chì full được. Chứ cô chơi theo cái dạng này chắc cô nghĩ là cô phải tăng đánh thường thôi, bắt lẻ thôi chứ giờ quăng hụt hoài luôn. Mấy ông đồng môn này bây giờ là ổng ngon. Tại vì sao? Ổng có chiêu 80, đánh trúng ổng một cái, ổng được né tránh hoàn toàn cái tấn công nội công ngoại công. Chưa kể ổng được hồi lại cái chiêu lướt nữa, ổng lướt liên tục luôn. Mình bắt khó mấy con đồng môn theo dạng đặc bơm á. Còn đồng môn tụ tiễn thì nó được tăng đam quá ngon này. Cái con minh giáo của mình chiêu 80 thì nó giúp cho chúng ta kháng hiệu ứng đúng không? Với lại là chúng ta có được cái thu nhỏ sát thương nó bị giảm 50% so với trước khi cập nhật, nhưng mà nó giúp cho môn phái mình giáo trì của chúng ta trâu hơn trong giai đoạn 50. Giai đoạn 50 nhiều anh em vẫn còn build kháng đồ này nọ, vẫn có chưa có những cái chiêu bảo kê cho bản thân của mình, nên mình giáo trì anh em có thể lựa chọn chơi sướng lắm anh em, thật sự luôn. Nếu như mà tăng full cái chiêu 2 rồi tăng được chí mạng sát thương chí mạng cao đánh đã lắm. Để coi coi cái ông đồng môn, trời ơi ông đồng môn này ổng 600 mấy k luôn, hàng chi ổng mạnh vãi nồi luôn á anh em. Đây bây giờ là cô sẽ chạy ra ngoài thử cho anh em xem nè. Khi mà chúng ta ra ngoài chúng ta được cộng thêm chí mạng nữa, là chí mạng của hàng này lên tới là 90%, mà hồi nãy là mình quăng là hầu như là không có được bao nhiêu chí mạng anh em. Cái chiêu này cô thấy là hiện tại trong giai đoạn này khá là chua nha, khá là chùa khi mà các phái kia nó có được cái hỗ trợ chống sốc đam cái kiểu ok nên là cô thấy chiêu này chùa. Cái chiêu số 4 này thì nó được tăng sức mạnh, tăng sát thương cơ bản, nên cô nghĩ là anh em nên cân nhắc tăng. Khi mà chúng ta chơi cái chiêu số 4 chúng ta sẽ có được thêm cái tấn công phần trăm. Đây cái chiêu 5x nè, cái chiêu 5x bình thường cô đâu có tăng đâu, nhưng mà giờ nó có thu nhỏ sát thương bắt buộc chúng ta phải tăng full, nên là bị động của chúng ta chắc chắn là phải tăng full hết anh em ơi. Chiêu này 60 chắc chắn sẽ tăng này. Rồi chiêu 80 nè, chiêu 70 chắc chắn sẽ tăng nha. Chiêu 80 nè, kháng khống chế nữa không? Kháng thời gian khống chế mà có bị giảm đi cái thu nhỏ sát thương. Giảm 50%, lần trước là 3% một lần, giờ còn có 1.5% thôi. Nhưng mà tính ra tính lại thì 30% chờ khi mà lên 89. 30% là từ chiêu 50 với lại chiêu 80 luôn. Đó. Vậy thôi. Thì bet anh em cứ đẩy full công cho nó. Cô thấy là vậy là ổn rồi. Như vậy thôi anh em, thì chủ yếu là cho anh em xem con minh giáo trì nó có ok không. Minh giáo trì thì sao chỉnh sửa nó được đó, 5x chơi ok đó anh em, nhưng mà anh em phải build tốt cho nó nha. Và cảm ơn anh Mì Gấu Đỏ để cho cô trải nghiệm môn phái minh giáo trì. Và hello anh em, bạn anh em Củ Long nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cô cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube, chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cô với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cô để cô có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.